Ngoại trưởng người Kurd gặp thành viên Quốc hội Hoa Kỳ, tin từ Washington DC. Ngoại trưởng người Kurd Vala Bakir gặp gỡ hai thành viên Hạ viện Hoa Kỳ tại Washington DC. Vị ngoại trưởng dành một phần của buổi chiều thứ ba để trò chuyện với dân biểu Ed Royce, Đảng Cộng hòa của California và dân biểu Elliot Engel, Đảng Dân chủ của New York. Ông Bakir cảm ơn họ vì sự quan tâm giúp đỡ những người Kurd. Lực lượng người Kurd ở Iraq đang giúp dân Iraq trong cuộc chiến chống lại phiến quân Quốc gia Hồi giáo, trong khi quân đội Hoa Kỳ thực hiện hơn 150 cuộc không kích ở Iraq trong tháng 8, ngăn chặn sự di chuyển của phiến quân. Để đáp lại, dân biểu Ed Royce nói toàn thể thành viên Hạ viện chào mừng Ngoại trưởng Bakir đến Hoa Kỳ. Cảm ơn ông có mặt ở Washington DC. Cảm ơn người Kurd vì giải quyết được vấn đề Peshmerga. Dân biểu Elliot Engel cam đoan người Mỹ luôn hiểu rằng người Kurd là bạn hữu của họ. Bất chấp mọi chuyện xảy ra trong khu vực, người Mỹ vẫn luôn luôn nghĩ đến người Kurd vì họ chia sẻ cùng một giá trị đạo đức. Ngoại trưởng Bakir cảm ơn các nhà lập pháp, nói ông đến Hoa Kỳ để chuyển tải lòng biết ơn của người Kurd vì sự đoàn kết liên tục của người Mỹ.